Xin chào anh em, mình là hôm nay mình về được mấy chiếc đồng hồ mới và mình sẽ gửi đến cho anh em. Khởi đầu thì mình sẽ gửi đến anh em một chiếc, đó là Hamilton. Và chiếc Hamilton này thì nó là thuộc dòng Range Rover. Nếu như anh em đã mua đồng hồ thì anh em sẽ biết là từ năm cuối năm 2019 trở đi thì với những dòng Hamilton mà sale thì họ sẽ sử dụng cái hộp như này. Các bạn có thể thấy là cái hộp này nó giống như là một cái travel case và các đại lý bên kia người ta gửi về. Nó vẫn có đầy đủ là thẻ này và chúng ta có một quyển sổ đi kèm đó, và ở đây thì các bạn sẽ có cái gối và travel case đó. Thì nếu như anh em nào mua thì bên mình sẽ gửi là đúng của hãng, nó đúng về như vậy các bạn nhé. Chiếc này của mình thì sẽ có mã là H405545731 và nó là một chiếc thuộc dòng Range Rover với size là 42mm đó. Với một chiếc Hamilton như này thì các bạn sẽ thấy ngay là vẻ đẹp của nó khá là tuyệt vời. Với dòng Range Rover thì các bạn đã biết là nó sẽ có đặc trưng thiết kế là bộ kim cọc nó được làm mảnh, và chúng ta sẽ có những cái chi tiết ở phía ngoài như cái vòng outer rim nó được làm đúng với cái truyền thống của dòng Range Rover đó. Và các bạn sẽ thấy ngay những cái cọc số của chúng ta được làm mảnh và dài từ ngoài vào trong. Chúng ta có logo Hamilton Automatic ở góc 12 giờ, ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày, và ở góc từ 7 giờ cho đến 9 giờ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái kim dây small second đó. Bộ kim chính của chúng ta và kim dây thì được làm kim giống như mũi giáo, cho nên là các bạn sẽ thấy ngay là nó sẽ có một cái phần cắt và phần trên thì được phát nhọn nhỏ dần đó. Mặt dial của chúng ta thì sử dụng mặt dial đen, và trong cái small second này thì nó sẽ có cái những cái đường tròn đồng tâm cho nên nó tạo ra những cái vân trải tia này, các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta quay ra. Còn phần thân này của chúng ta thì phần mặt dial lớn của chúng ta thì sẽ có những cái đường tia mịn satin, cho nên các bạn nhìn cũng thấy là nó sẽ có những cái tia này đó, rất là tuyệt vời. Với Hamilton thì mình nghĩ ở đây một cái thương hiệu tốt trong vòng dưới 20 triệu thì chất lượng của đồng hồ rất là tuyệt vời. Chất lượng đồng hồ của Hamilton mình đánh giá là tốt và có cái design rất là mạnh mẽ và nó đúng với cái chất của người Mỹ. Còn chất lượng thì mình đánh giá Hamilton khá là cao. Nó không hay bị lỗi vặt như những dòng kiểu như FC hoặc Raymond, mà Hamilton này nó giống như một người đàn ông ấy, rất là bền bỉ đó. Chúng ta có một vòng chia 60 phút rất là đẹp, đúng với cái truyền thống của dòng Range Rover. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái phần thân case với benzen được làm trơn bóng, và phần thân bên này của chúng ta được làm mờ. Và như các bạn thấy ở đây là cái lắc, tu lắc của nó, làm khá là cụt, và cái phần thân của chúng ta được làm tròn và bè đó. Phần bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính khá là lớn để chúng ta có thể lên cót tay cũng như là chỉnh giờ và chỉnh ngày. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay bộ máy, đó là bộ máy ETA. Và bộ máy ETA trên chiếc Hamilton này là bộ máy auto với 25 chân kính, 28.800 tần số động, và các bạn sẽ có là 38 giờ tích cót ở trên cái bộ máy này. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin như đầu mã của sản phẩm này, street made này, kính sapphire này, và độ chống nước của chiếc này là 53 tương đương với 50m đó. Bộ máy của nó thì cũng được hoàn thiện với những cái vân đánh tròn, và ở trên cái củ văng chúng ta sẽ có logo của Hamilton rất là đẹp ở đây đó, các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Ở phía dưới thì những cái bridge thì được làm với những cái vân circular grain và những cái vân đánh xoáy vòng theo ở phần tia. Về nói chung thì bộ máy ETA trên những cái dòng Hamilton thì rất là bền bỉ và được đánh giá rất là cao, bởi vì nó không có bị hỏng vặt và đeo rất là đã các bạn nhé. Đáy sau này của chúng ta thì còn một cái lớp seal nữa, cho nên các bạn sẽ thấy nó có những cái bọt khí này. Đi kèm với nó là một sợi dây da, và sợi dây da này có màu đen với chỉ trắng, và nó được làm dây da cá sấu với màu đen chỉ trắng, và chúng ta sẽ có một cái khóa đi kèm. Khóa gập này cũng được làm rất là đẹp với chất liệu giống như phần thân là thép không gỉ, và sau đó thì chúng ta sẽ được mạ vàng đó. Các bạn sẽ thấy ngay cái chữ stainless steel ở đây, và khóa gập này là khóa gập giấu dây, khi các bạn đeo thì chúng ta sẽ giấu cái phần dây lại, nó sẽ đem cho chúng ta một cái khóa rất là lịch sự. Chiếc Hamilton này thì bên mình có cái mức giá sale khá là tốt, là bên mình bán với giá là 14.900.000 đồng. Thì nếu như mà anh em có nhu cầu với chiếc Hamilton này thì anh em mua bên mình sẽ tiết kiệm được kha khá so với cái giá hãng khoảng 28 triệu. Đó, bên mình bán với giá là 14.900.000 các bạn nhé. Và kèm theo đó là chế độ bảo hành 2 năm. Nếu như anh em có nhu cầu với chiếc Hamilton này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.